bác sĩ sẽ không thực hiện nhấn mí với đôi mắt này. Chúng ta cùng xem bạn gái này có gì đặc biệt. Bạn gái còn khá trẻ, tuy nhiên thì cái lượng da sụp rất là nhiều, nó làm cho mắt bạn ấy nhỏ, nó không tươi tắn. Bạn ấy chuẩn bị cho một cái sự kiện rất là trọng đại của cuộc đời. Bạn ấy mong muốn là có một cái đôi mắt đẹp hơn để khi đi chụp ảnh cưới, rồi là sắp tới làm lễ cưới thì sẽ có một cái hình ảnh tự tin hơn, dạng người hơn, phải xinh đẹp nhất trong ngày cưới. Mí cũ của mình đây, hơi nhỏ một chút xíu nhưng cái lượng da dư nó rất là nhiều. Với những cái trường hợp như thế này thì nhấn mí tức là chúng ta không giải quyết được cái nguyên nhân là cái phần da dư thì nó sẽ không đẹp lại cái kết quả nhé. Thì bác sĩ sẽ cắt mí nhưng loại bớt cái da dư nhưng mà vừa phải tự nhiên thôi. Được không? Được ạ. Lý do vì sao em chọn bác sĩ? Tại vì em thấy bác sĩ cắt mí nhìn tự nhiên ấy. Rồi ok, một cái điều rất là vui vì giờ rất nhiều các bạn trẻ cũng muốn tìm đến bác sĩ. Nói thật đấy là cái điều rất là vui, bác sĩ muốn truyền tải cái thông điệp với mọi người, đó là làm đẹp bao giờ cũng tôn trọng những cái đường nét tự nhiên của mỗi người thì nó vừa hài hòa và nó đẹp và nó ít bị lỗi. Nha, với còn những bạn ví dụ như trước đây thì phải nhiều các thế hệ chị của em ấy. Năm 7 năm trước thì bao giờ cũng muốn mí rất là to, rồi mũi thật là cao hay là làm cái này làm cái kia. Nó không phù hợp với cái đặc điểm cấu trúc, cái đặc điểm hình thái của người Á Đông mình. Cảm ơn em gái đã tin tưởng bác sĩ. Chúc em gái sẽ nhanh bình phục này, có kết quả thật tốt này. Và sẽ là một cô dâu thật là xinh tươi trong ngày cưới nha. Dạ vâng, em cảm ơn.